Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 27 tháng 12, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Cục Phát triển Thị trường Doanh nghiệp và Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức diễn đàn với chủ đề Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp. Theo Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cần phải tạo cho các doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tiếp cận thị trường, phải cung cấp được nguồn nhân lực có chất lượng cao cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Có một cái hệ thống tài chính, một cái cơ chế tài chính để có thể dẫn vốn cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp. Ở đây chúng ta nói đến rất nhiều những cái quỹ đầu tư mạo hiểm hay các nhà đầu tư thiên thần, vân vân. Và cái chính sách của cái thị trường tài chính nói chung. Rồi thì cái hệ thống hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, chúng ta nói đến rất nhiều mô hình như là vườn ươm doanh nghiệp hay là các cái khu chung cư của các cái doanh nghiệp. Rồi chúng ta cũng phải xây dựng một cái hệ thống khung pháp lý và các cơ sở hạ tầng tốt cho cái khởi nghiệp. Tại diễn đàn, các tham luận cũng cho rằng trong quá trình đổi mới mô hình kinh doanh nông nghiệp, dù là liên kết giữa bốn nhà, trong đó doanh nghiệp là trung tâm trong chuỗi liên kết. Tuy nhiên, vai trò của doanh nghiệp chưa thực sự phát huy hết bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Đồng thời do việc ứng dụng công nghệ trong sản xuất của người nông dân còn nhiều hạn chế, dẫn đến nông nghiệp Việt Nam chưa thể vươn xa. Vì vậy, cần phải có sự đầu tư về công nghệ cho khởi nghiệp nông nghiệp. Đối với cả nền nông nghiệp hiện tại Việt Nam, với cái mức lao động vẫn là đến 40% dân số Việt Nam hiện tại thì đang là nông dân, thì những cái bạn trẻ khi mà tham gia vào quá trình khởi nghiệp trong cái nền nông nghiệp này thì đây là một xu hướng tất yếu vì Việt Nam là một nước nông nghiệp. Tuy nhiên, cái quá trình mà nông nghiệp hiện đại khác với cả nông nghiệp truyền thống trước đây là đó là sử dụng những công nghệ thông minh, công nghệ smart để hỗ trợ thêm cho cái quá trình sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, cái quá trình thông minh ứng dụng những cái công nghệ đó thì cần phải xác định những yếu tố về có cái sự tham gia của chuỗi. Đó là cái người nông dân thì cũng nên làm đúng cái vai trò của họ, và những cái người trẻ tham gia vào thì thúc đẩy cái người nông dân sản xuất đó theo hướng trang trại hoặc là cái quy mô hộ gia đình để đảm bảo được cái họ có được những cái công nghệ phù hợp trong cái bối cảnh hiện tại. Thì đấy, mình nghĩ đấy là một xu hướng rất đáng để các bạn trẻ cũng như là các cái doanh nghiệp hỗ trợ cho những cái khởi nghiệp. Sản phẩm miếng dán thải độc Chikara và bổ sung vitamin Zenki Plus. Sản phẩm miếng thải độc Chikara. Chikara, miếng dán thải độc có thành phần từ các thảo dược thiên nhiên, giúp cải thiện sức khỏe qua các liệu pháp thải trừ những dư tạp chất có hại trong cơ thể qua các huyệt đạo của gan bàn chân.